rau muống, bà con ta biết rau muống hết rồi phải không bà con? Bởi vì rau muống nó rất rẻ tiền, tốt cho sức khỏe mà rẻ tiền, cho nên rau muống là nó tốt lắm. Rau muống là một loại rẻ tiền mà tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng có những người, nhưng có những người có bệnh như vậy không được ăn rau muống. Rau muống nó tốt, nhưng mà những người và có bệnh thế này không được ăn rau muống, đó là bệnh gút, viêm khớp, sỏi thận, đang uống thuốc dị ứng, tiêu chảy, vui lòng đừng ăn rau muống. Rau muống nó rất tốt, nhưng mà với những người như thế này thì nên kiêng rau muống, không ăn rau muống, để cho nó tốt cho căn bệnh của mình, tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người có bệnh gút, viêm khớp, sỏi thận, đang uống thuốc chữa bệnh dị ứng, tiêu chảy, vui lòng đừng ăn rau muống nha bà con. Ăn rau muống vào không tốt gì cho sức khỏe cả bà con ơi. Ngoài ra rau muống là nó tốt nhất cho sức khỏe con người vì nó có vitamin A, B, C, canxi, bốt pho, hàm lượng chất sắt, thanh nhiệt giải độc, phòng chống tiểu đường, tim mạch, lão hóa da, làm đẹp cho da, tóc, móng, giảm cân, mỡ máu, thiếu máu, gan, khó tiêu và táo bón. Đó, nó tốt vô cùng. Nhưng mà nó ngăn ngừa được các bà con, ngăn ngừa được thủy tinh thể, ngăn ngừa được đục thủy tinh thể, tốt cho bà bầu. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Một ngày ta ăn 200 gram, luộc thì không đậy nắp thì rau nó xanh. Có nhiều người luộc rau muống nó đang thùi à. Nhưng mà ta không đậy nắp, ta cứ luộc trong son đúng rồi đừng đậy nắp, để cho nó thoát hơi ra thì nó không bị đen rau muống. Một ngày ăn 200 gram, chúc bà con ta vui, trẻ khỏe đẹp nào với rau muống bà con ơi.